Do ảnh hưởng của mưa bão dông lốc ngay trong những ngày đầu tháng 1 vừa qua, tỉnh Sóc Trăng đã có hơn 4.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó thì thiệt hại nặng nhất là diện tích hành tím bị mưa ngập với nhiều nơi đã thiệt hại trắng. Mưa bão đã làm hơn 2.100 hecta trên tổng số 3.700 hecta hành tím vụ Tết của nông dân ở thị xã Vĩnh Châu bị mưa ngập. Trong đó có hơn 625 hecta bị ngập sâu, ngập lâu ngày, ảnh hưởng nặng đến năng suất, chất lượng hành tím hoặc bị thiệt hại trắng. Ngay sau khi hết mưa, người trồng hành tím vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực khắc phục lại sản xuất sau bão. Tuy nhiên, do hành tím bị ngập úng lâu ngày nên nhiều diện tích hành không thể khắc phục được. Mưa bão làm hai công hành tím của gia đình ông Thạch Sen bị ngập nhiều ngày liền. Ông đã phải dùng máy bơm nước, kể cả tát nước bằng tay nhưng không khắc phục được. Hiện 60% diện tích hành của gia đình ông đã bị chết. Bão số 1 nó bị ngập ba cái hành này kia, giờ hư hết nhiều rồi. Chắc còn cũng còn không nhiều, cỡ hư cỡ 70-60-70%, còn có 40-30% à. Nhìn một công hành tím gần 20 ngày tuổi của gia đình phải bỏ trắng vì không thể khắc phục, ông Thái Văn Hận, ấp Huỳnh Ký, xã Vĩnh Hải cũng không khỏi xót xa, bởi công cán chăm sóc bấy lâu nay cùng vốn liếng đầu tư từ đầu vụ coi như bị đổ bỏ. Giờ ông chỉ biết chờ đất khô để trồng lấp vụ mới. Nó vừa phát triển là coi như là mới mười mấy ngày phát triển là coi như bị bão tới là coi như là ngập hư luôn. Trước tình trạng lúa và rau màu, hành tím của người dân bị ảnh hưởng nặng, ngành nông nghiệp Sóc Trăng cũng chỉ đạo các địa phương cử cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn nông dân nhanh chóng khắc phục bằng cách bơm tát nước ở vùng trồng hành tím bị ngập, rút nước nhanh bằng các phương tiện sẵn có, hướng dẫn bà con đánh rãnh thoát nước. Thiệt hại thì thứ nhất là cái số hành mà đã được nhổ thì không phơi được. Không phơi được thì cái phẩm chất của nó bị ảnh hưởng, cho nên là bán giá không được cao. Cái thứ hai, cái hành đang trồng thì bị ngập úng. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thế nhưng, bà con nông dân tại Sóc Trăng đang phải trải qua những ngày nơm nớp lo lắng cho một vụ mùa thất bại. Hy vọng những cố gắng khắc phục của lãnh đạo địa phương cùng bà con nông dân sẽ mang đến kết quả tốt đẹp.